công ty Xinxin Trung Quốc đã trúng thầu cung cấp đường ống dẫn nước sông Đà về Hà Nội với giá rẻ hơn 10% so với giá phê duyệt. Theo công ty cổ phần nước sạch Vinaconex, doanh nghiệp Trung Quốc trúng thầu sau khi trải qua một thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu và kiểm tra năng lực thực hiện. Giai đoạn 1 của dự án hoàn thành năm 2009 với công suất 300.000 mét khối nước một ngày đêm. Từ đó đến nay, đường ống số 1 đã bị vỡ 17 lần, khiến cuộc sống của khoảng 70.000 hộ dân thuộc 6 quận nội thành Hà Nội thường xuyên bị ảnh hưởng. Giai đoạn 2 của dự án có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thời gian thi công đến hết năm 2019. Sau khi hoàn thành, tổng công suất cấp nước gấp đôi so với giai đoạn 1.